Xin chào các bạn. Hôm nay hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa và thiết bị spa Bình Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của cái máy FQ Sen. Đây là một mẫu máy triệt lông và bắn laser mới của bên mình. Nó sẽ có thay đổi một chút về cái ngoại hình với cái màu xanh rất là đẹp và một số thay đổi về cải tiến ở trong máy nữa, khiến cho máy bắn êm hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Đầu tiên mình xin giới thiệu những cái phụ kiện đi kèm với máy. Thì đi kèm với máy mình sẽ có một cái chìa khóa để tắt mở máy ha, một cái bàn đạp để mình sử dụng cho chức năng laser, một cái tay cầm triệt lông màu đen cũng rất là đẹp, màu đen là một cái màu rất đẹp và sang trọng ha, một cái đầu bắn laser, đây đầu bắn laser đó, và ba cái thấu kính bắn laser ha. Đây mình đã lắp sẵn một cái vào để mình test thử ha. Và cái cách lắp những cái tay cầm thì nó cũng giống như với những cái phiên bản khác thôi. Các bạn có thể xem lại những video trước của bên mình ha. Đầu tiên để sử dụng máy thì mình sẽ châm nước cho máy ha. Mình sẽ châm nước sệt vào máy. Đó, thì ở những video trước mình cũng đã có giới thiệu về cách châm nước rồi. Các bạn có thể xem lại những video trước của bên mình ha. Thì mình sẽ nói qua một chút này, đó là khi mà mình châm nước vào máy á, đầu tiên là mình sẽ phải mở cái này ra để mà mình xả hết những cái nước cũ ở trong máy ra. Sau đó mình sẽ đóng nút này lại. Mình sẽ lắp cái phễu nước vào đây. Mình sẽ châm nước vô và mình sẽ đồng thời mình mở cái nút này ra. Thì khi mà nước châm từ ngoài vào máy qua cái lỗ này mà nó đầy thì nó sẽ trào ra ở chỗ này ha. Đó, thì cái cách châm nước cũng rất là dễ thôi. Sau khi mà mình đã châm nước vào máy và mình đã chuẩn bị cái phụ kiện mà nó đầy đủ rồi á, thì mình sẽ bắt đầu khởi động lại máy lên. Đó, mình sẽ bấm nút chìa khóa và máy sẽ khởi động lên. Mình sẽ giới thiệu qua những cái chức năng của máy ha. Đầu tiên là chức năng triệt lông. Thì ở trong chức năng triệt lông thì nó sẽ có chia thành 6 cái chức năng nhỏ khác nhau. Đầu tiên là chức năng triệt lông chậm này, là để xài cho những vùng nét, vùng bikini. Đó, và chức năng hỗ trợ là để hóa da, làm mờ sắc tố da, làm mờ thâm mụn, làm mờ ma mệt máu ở dưới da. Và chức năng cuối cùng này là chức năng triệt lông nhanh, là để mình xài cho những vùng như là vùng chân, tay, cái vùng nào mà lớn mà mình có thể kéo được đó. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái chức năng triệt lông chậm trước ha. Đây, thì có 5 chức năng là 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 chức năng này thì cái cách điều chỉnh cái thông số của nó ở trong là giống nhau ha. Đó, thì mình sẽ giới thiệu một chức năng và những chức năng kia thì mình sẽ tương tự ha. Đây, đầu tiên là mình sẽ giới thiệu là mức năng lượng. Thì cái ánh sáng mà triệt lông mà nó phát ra mà nóng nhiều hay nó ít là do cái thông số này. Đó, thì thông số này thì mình sẽ để thấp thấp mình bắn lên ha. Đó, thì khoảng cỡ 5, 10, 15 mình sẽ bắt đầu mình sẽ tăng dần dần lên. Các bạn nhớ nha, là ánh sáng phát ra là nóng nhiều hay ít là do cái thông số này. Đó, tiếp theo là cái tần số. Tiếp theo là cái tần số. Thì cái tần số này là cái số chung mà nó phát ra trong vòng 1 giây. Thì cái này thì mắc của nó là 6. Thì các bạn cứ để 3 hoặc 4, mình để một nửa mắt mình bắn ha. Đó, chức năng RF là để làm giúp săn cái vùng da mà sau khi mình đã triệt lông á. Cái này thì các bạn có thể để cao cao một chút xíu cũng được. Đó, rồi đây là cái bông tuyết này, là nó sẽ làm lên cái đầu này để khi mình triệt lông nó không có bị nóng rát ha. Đó, các bạn để cao cao luôn ha, để 5 bông luôn đi. Đó, thì sau khi mình đã set up xong những cái thông số rồi á thì mình sẽ bấm standby. Đó, thì khi đó mình sẽ bắt đầu, mình sẽ bắn được rồi. Đây, mình sẽ đọc bắn ha. Rồi,
Sau khi mà xong thì mình sẽ bấm standby một lần nữa và mình sẽ thoát ra. Đó. Rồi với những cái chức năng kia thì nó sẽ cũng tương tự nha. Và có một cái chức năng mà nó khác một chút này là chức năng triệt lông nhanh. Thế này thì trong cái chức năng triệt lông nhanh á thì cái thông số năng lượng nó nằm phía bên này. Thì đó, thì cái ánh sáng phát ra nó nóng nhiều hay nóng ít là nó cũng do cái thông số này. Đó, tiếp theo là tần số. Mình cũng để một nửa thôi, 4-5. Rồi, số sông mình cũng để khoảng 4-5 mình bắn ha. Và những cái kia thì cũng tương tự thôi. Đó, ví dụ như lần đầu mà mình đã vào mình xài rồi ấy, thì lần sau mình chỉ cần vào và chỉnh mức năng lượng lên là mình bắn thôi. Và bấm standby ha. Đó, thì như vậy thì đã bắt đầu hoạt động rồi. Thì tại vì sao mà nó gọi là chức năng triệt lông nhanh là tại vì vậy này. Tại vì nó sẽ phát ra cái tia liên tục. Để giúp mình triệt những cái vùng lớn ấy, thì mình sẽ kéo thì nó sẽ được tiết kiệm thời gian và công sức của mình hơn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về chức năng bắn laser. Chức năng bắn laser thì nó sẽ nằm ở bên này đó. Và nếu như các bạn lắp đầu nào vào rồi ấy, vào thì mình sẽ chọn cái mức thông số tương ứng ha. Ví dụ như mình sẽ lắp cái đầu 532 vào ha, thì mình sẽ chọn cái thông số ở trên màn hình là tương ứng là 532. Sau đó mình điều chỉnh những cái thông số kia ha. Đây, mình sẽ giới thiệu qua những cái thông số này. Thì nó cũng có cái energy là cái mức năng lượng. Thì cái tia laser phát ra nó mạnh nó yếu á, nó do thông số này ha. Thì khi mình mới tập bắn á, thì mình sẽ để cái mức năng lượng nó nhỏ thôi. Và sau đó mình sẽ tăng dần lên theo cái thời gian mà mình sử dụng ha. Sau này mình quen rồi mình có thể tăng lên. Tiếp theo là cái tần số này đó, thì tần số này cũng là cái số mà tia nó phát ra thì mình cũng để khoảng một nửa mình bắn thôi ha, 3-4 gì đó. Đó rồi đây là nó đếm số tia, nó cũng đếm số tia thôi đây rồi. Và sau khi nó chỉnh xong rồi thì mình sẽ bấm standby và như vậy thì đã bắt đầu hoạt động chức năng laser. Sau đó thì mình sẽ bắn thử chức năng laser cho các bạn xem ha. Đây thì để mà bắn laser thì mình sẽ đạp bàn đạp ha. Này, mình sẽ lấy một cái miếng bìa cắt tông mà nó có cái mực màu đen, mình sẽ bắn thử các bạn xem. Đây, mình sẽ bắt đầu đạp bàn đạp ha. Đây. Rồi, mình sẽ đạp bàn đạp này. Thì tia laser nó đã đốt cháy vào mực màu đen rồi nha. Sau khi mình đã sử dụng xong chức năng laser rồi á, thì mình bấm standby thêm một lần nữa và nó sẽ dừng. Đó. Sau đó mình sẽ thoát ra. Rồi vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của cái máy bắn laser và triệt lông FQ màu xanh lá cây mới của bên mình. Để được tư vấn thêm và mua hàng thì các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại ở trên màn hình đó. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.